Trung Quốc thông quan thêm 3 cửa khẩu. Bộ Công Thương cho biết tỉnh Quảng Tây Trung Quốc khôi phục thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới tại thành phố Đông Hưng. Phía Việt Nam là thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, bao gồm cầu Bắc Luân 1, cầu Bắc Luân 2 và cầu Phao km 3+4. Phía Quảng Tây cho biết trước mắt sẽ ưu tiên xử lý hàng tồn đọng tại cửa khẩu, đặc biệt là nông sản và hàng đông lạnh. Trước đó, để rà soát và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Quảng Tây tạm dừng thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn thành phố Đông Hưng từ ngày 21 tháng 12 năm 2021. Bộ Công Thương khuyến nghị các địa phương vùng trồng, doanh nghiệp, các thương lái, lái xe đường dài áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm quy trình sản xuất, bao gói, vận chuyển hàng hóa là an toàn, theo đúng yêu cầu của công tác phòng chống dịch, từ đó giúp các bên liên quan mở và duy trì bền vững việc mở lại các cửa khẩu.